rồi một sáng xuân mơ ta thức dậy, hoa vàng bay lất phất ngát tâm đào, chim ríu rít reo vui tình tôn nữ, người nhớ người cây lá bỗng xôn xao, đôi mắt Huế khép hồn ta chơi vơi, nhận ra mình giọt nắng đọng trên môi, đôi bướm mỏng trên cành xuân tha thướt, đậu hay bay chắc phải đợi ý người, nhờ mắt em anh thấy rõ hạnh phúc là chúng đôi, là gió xuân nhẹ hôn tóc mới, là hương xuân ngàn ngát đóa môi cười, là nắng vàng lung linh qua lá thắm, là mây xanh thanh thoát giữa trời mơ, là suối tình ngân vang ngàn cung điệu, trong tận cùng thăm thẳm trái tim mơ. Chạy lên, hát lần nào. Sẽ lên đi ăn bò ba coi nè. Ta ăn hả? À? Hoa vàng bay lất phất ngát tâm đào, chim ríu rít reo vui tình. It means if you're feeding the animal, you curl your finger like that. Dạ, anh là nó dạng chứ ha này. Nó rè mũi kìa. Anh là rời đi con. Rời đi. À, yeah. Để hả? Anh đi, nó rờ đây. Nhận ra mình giọt nắng đọng trên môi, đôi bướm mỏng trên cành xuân tha thướt, đậu hay bay chắc phải đợi ý người, nhờ mắt em anh thấy rõ hạnh phúc là chúng đôi, là gió xuân nhẹ hôn tóc mới, là hương xuân ngàn ngát đóa môi cười, là nắng vàng lung linh, là mây xanh thanh thoát giữa trời mơ, là suối tình ngân vang ngàn cung điệu, trong tận cùng thăm thẳm trái tim mơ. Trong tận cùng thăm thẳm trái tim mơ.
mình cứ bỏ cái tụi nó lại. Không có được. Thằng bé nè. Chưa. Hai người bớt đi. Nó cho cái đèn nó xuống hết rồi đó. Đó, lần đầu tiên mà nó được. Ca xong mới hỏi thấy không? Ca xong rồi mới blow. Rồi bắt tay. Thank you.
Alan. 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 Em sẽ lên đâu? Sẽ lên đâu? Giơ tay, giơ tay lên. Trời ơi, mẹ đấy đâu. Hey. Dễ thương quá, đẹp lắm. Lên nào thế này. Đó. Lên. Lên nè, chị Ly. Đi. Ra đây. Chị Ly nè. Đó. Hát lên đâu. Đó không? Christian did a good job.